Minh. Ba em đâu rồi? Rồi còn anh Phát nữa. Sao tiệm vắng que vậy? Nãy giờ chú Màu đi đâu anh không biết nữa. Còn Phát chưa tới. Anh ngồi xuống uống trà đi. Ê, nó vô tới kìa. Thằng này chết linh lắm nè. Anh ơi, em tới trễ. Anh, nè. Ai chọc anh mà anh cọc dữ vậy? Với lại em nói anh nghe, nhà em dạo này nhiều chuyện dữ lắm. Anh cố gắng chăm chỉ phụ giúp ba em coi tiệm bánh mì nha. Sao? Em kêu lại là nói anh không chăm chỉ đúng không? Tính hằng học với anh đúng không? Định trừ lương anh đúng không? Muốn làm gì thì làm đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh bị làm sao vậy? Trời mày hả Phát? Bữa nay mày ăn gan hùm muốn mặt gấu hay gì vậy? Quên uống thuốc tiêu hả? Mày không sợ bị đuổi việc hả? Em không có sợ gì hết trơn á. Bây giờ đuổi việc em cũng không sợ nữa. Em nói cho anh biết, cuộc đời của em á là em sẽ tự quyết định, tự định đoạt, không ai có quyền can thiệp vô hết trơn á. Anh Phát, bây giờ em là người yêu của anh, em cũng không có quyền nói chuyện với anh luôn hay sao? Đúng, anh đã nói rồi, cuộc đời của anh á là do anh định đoạt, không ai có quyền quyết định cuộc đời anh hết á. Anh nói cho em biết, anh mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi một cô tiểu thư như em, khó ưa, khó chịu, chia tay đi. Anh nói cái gì vậy? Em tiểu thư hồi nào? Em bắt anh phải chiều chuộng em hồi nào? Em khó ưa cái gì? Em không có chia tay, hôm nay anh làm sao vậy? Bây giờ tới cái quyền chia tay anh cũng không có nữa hả? Trời ơi, cái thằng có phước không biết hưởng hả mày? Mày đốt đuốc đi khắp nơi tìm cũng không được người như Quyên nữa. Ai muốn thì muốn, em không muốn. Em muốn chia tay. Hôm nay làm sao vậy anh Phát? Bình thường anh có cọc cằn thô lỗ như vậy đâu. À, anh cọc cằn, anh thô lỗ, anh cục xúc lắm, anh thất học nữa. Anh không xứng đáng với em đâu. Chia tay đi. Chú Màu kìa. Cái gì mà sùm trời đất ở trong này vậy bây? Hả? Chú Màu, thằng Pháp nhậu tới giờ này còn xỉn hả? Mùi rượu còn nực nông nè. Thì ra là anh xỉn. Bây giờ anh đang say á, em không có nói chuyện với anh nữa. Khi nào mà anh bình tĩnh hơn á rồi tụi mình nói chuyện nhau sau. Anh nói với em anh không sai, anh muốn chia tay. Em nói với anh một lần nữa là em không chia tay. Đúng. Ngay từ đầu em biết anh nghèo, anh không có tiền. Em cũng biết luôn anh ít học. Em biết anh không lãng mạn, anh không biết chiều chuộng em. Nhưng em vẫn yêu anh, bởi vì anh là anh Phát. Em không cần anh phải giống bất kỳ một người đàn ông nào khác hết. Em không cần anh phải đi theo bất kỳ một hình mẫu nào hết. Bởi vì em yêu anh. Bây giờ anh đang không bình tĩnh, em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Đến khi nào anh bình tĩnh hơn á thì tụi mình nói chuyện sau. Đúng rồi đó. Thằng Phát này về nghỉ đi, mai tỉnh rượu đi làm rồi nói tiếp. Chú, con không xin nghỉ bữa nay đâu, mà con xin chú cho con nghỉ luôn. Con hết chịu nổi rồi. Con không muốn gặp Quyên nữa. Con xin phép chú. Phát, Phát, cái đứa này lu bu quá trời của đất thiệt tình. Cái thằng quỷ này biết ngay mà. Cái thằng trời đánh, bữa nay mẹ ăn gan hừng uống mật gấu hả mày? Thằng điên, bữa nay mày khùng hả? Mày chán sống hả? Biết ngay là thế nào mày cũng ra đây. Đánh ra, đánh ra anh ngồi. Anh Minh, em đang mệt mỏi lắm đó, anh đi về đi, đừng làm phiền nó được không? Tao thương mày chứ tao làm phiền gì mày? Mày nói cho tao nghe đi, ai ép buộc mày phải không? Cô Dân phải không? Mày nói đi, tao quất bả cho coi. Anh Minh, em mệt mỏi lắm rồi, anh đi về được không anh Minh? Mày hay quá ha, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi hả? Mày nhớ hồi ở dưới quê mày lên không? Có ai lo cho mày không? Hay là có mình tao? Tao lo cho mày đủ thứ hết hả? Tao như cha như mẹ mày vậy đó. Rồi bữa nay quen Quyên, bẹt bỏ người ta, mày đi tìm được ai tốt như Quyên không hả? Mày nói tao nghe coi. Ăn cháo đó bác, dắt chanh bỏ vỏ. Ăn ốc không chịu đổ vỏ hả mày? Mày không đổ vỏ thì ai đổ? Mày kêu tao đổ hả? Mày nằm xuống đây, bữa nay tao đánh mày cho coi. Nằm xuống. Anh Minh, anh đừng cố tôi ra là người hiểu mọi chuyện được không? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được câu chuyện này thôi. Em mệt mỏi lắm rồi anh Minh. Em không muốn phải thay đổi, phải cố gắng để theo đuổi một cô tiểu thư như Quyên. Em muốn là chính em, là thằng Phát bất cần đời kìa. Anh Phát, người em yêu là một anh Phát bất cần đời, mạnh mẽ, không quan tâm đến lời của thiên hạ, chỉ biết cầu tiến thôi. Em đâu có cần bắt anh phải thay đổi để tương xứng với em. Tình yêu đâu có phân biệt xứng hay không xứng đâu, nó chỉ là yêu hay không yêu thôi mà. Người em yêu là một anh Phát. Em muốn anh là một anh Phát như ngày xưa, là ngày mà tụi mình quen biết nhau, vẫn là một sàn bo như ngày nào. Lúc đó tụi mình rất là vui vẻ,
rất là hạnh phúc mà anh. Mày nghe người ta nói chưa? Tao muốn rớt nước mắt rồi á. Không biết cái trái tim mày là trái tim gì nữa hả? Móc dục đi. Quyên à, em là con gái đó, em tự trọng một xíu được không? Anh nói lại một lần nữa, anh hết yêu em rồi. Em đi về đi. Từ xưa tới giờ á, chỉ có trâu đi tìm cọc. Đời nào mà cọc đi tìm trâu hả Quyên? Được rồi, cọc đi tìm trâu á thì trâu đi. Cái thằng trâu điên, em ở đây đi, để anh bắt nó về nhúng mẻ cho em. Đồ trâu điên. Nguyên nhân không phải ngày mưa, mà ngày buồn nhân chính là ngày không em. Ngày lâu khô nước mắt lắng dài, chính là ngày mà anh phải buồn cánh tay mềm, phải quên một người từng yêu. Mẹ, có phải chính mẹ là người đến gặp anh Phát rồi ép anh chia tay con đúng không? Ngay từ đầu mẹ đã ngăn cản con rồi mà con đâu có chịu nghe. Trời đất ơi, nó chỉ là một thằng nhân viên quèn, không có tiền tài, không có địa vị gì hết. Nó đâu có xứng với con đâu. Sao cứ đâm đầu vô nó hoài vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng tự ý quyết định mọi chuyện hết vậy? Con lớn rồi, con có tình yêu của mình, con muốn tự quyết định tình yêu của con, cuộc sống của con. Con mất còn ai xen vô hết đó. Bây giờ con dành chia tay rồi đó, mẹ vừa lòng lắm đúng không? Chia tay thì càng tốt cho con hơn chứ làm sao. Tính ra thì nó cũng là người biết nhìn xa trông rộng đó, biết cái nào lợi, cái nào hại mà tự rút lui. Mẹ, đâu rồi? Nó tỉnh táo rồi phải không? Dạ. Thôi, cố gắng làm việc cho nó tốt nha. Gì nữa vậy con? Dạ. Có gì lên đây nói. Có chuyện gì? Dạ, con có chuyện muốn thưa với chú. Chuyện con muốn nghỉ làm đúng không? Dạ. Hôm qua chú thấy con xỉn, chú không có chấp. Chuyện tình cảm á là tình cảm, còn công việc là công việc. Con phải làm chứ, thanh niên trai tráng mà không có sự nghiệp làm sao được. Dạ. Dạ thưa chú, tại vì con đã lỡ làm cho Quyên buồn, rồi đụng chạm tới tự ái của Quyên nữa, cho nên con cảm thấy mình không có mặt mũi làm ở tiệm. Con xin phép chú con được nghỉ làm ạ. Nhưng mà con thật sự muốn chia tay với con Quyên không? Dạ, con cũng suy nghĩ kỹ rồi con mới dám quyết định. Với lại con cũng không muốn Quyên phải chờ đợi con nữa chú. Nếu như con nói vậy thì chú sẽ tôn trọng quyết định của con. Nhưng con không vì tình cảm cá nhân mà bỏ dở tương lai của mình. Dạ, con hiểu chuyện đó. Nhưng mà con... Con hiểu là được rồi. Bây giờ chú cho con tạm nghỉ. Khi nào con muốn làm lại thì cứ nói với chú. Chú sẵn sàng chờ con. Dạ, con cảm ơn chú. Chú cho con xin phép làm hết ngày hôm nay nha chú. Rồi, cứ làm đi. Cậu cầm lấy đi, tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Dạ thưa cô, con làm điều này không phải vì tiền. Con làm điều này vì muốn Quyên dứt khoát và có cuộc sống hạnh phúc hơn à. Tôi không ngờ cậu lại hiểu chuyện như vậy. Còn về con Quyên, cậu không cần phải lo. Nó là con gái của tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc cho nó tốt nhất, không để nó thua kém ai đâu. Dạ. Vậy cô xin phép cô con về trước ạ. Khoan đã, cậu đã hứa thì phải nhớ giữ lời đó nha. Dạ, từ nay con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Quyên. Con xin phép cô.
ngủ hả con? Dậy đi, dậy đi shopping với mẹ nè. Quyên. Ủa? Quyên. Mẹ, con đã lớn rồi, con không thể sống như một con búp bê mẹ chưng ở trong tủ kính, hay một con chim hoàng oanh mẹ nhốt ở trong lòng mãi được. Con muốn đi tìm tự do, tìm cuộc sống, tìm hạnh phúc mà con mong muốn. Con muốn được tự do, tự lập để trải nghiệm cuộc sống này mẹ. Con xin lỗi mẹ. Sao câu này nghe quen quá vậy? Trời đất ơi, không lẽ nó... Chắc không phải vậy đâu. Ôi, con nhỏ này dám bỏ nhà đi hả? Quang ơi, Quyên, anh là một thằng hèn vô dụng, anh không đảm bảo được cho em hạnh phúc, cũng không dám đứng lên, cũng như không dám đấu tranh giành lại hạnh phúc. Anh là một đàn em, chia tay em là cái điều mà anh khó chọn nhất, nhưng anh phải làm, bởi vì người khác người ta mới lo được cho em hạnh phúc. Quyên ơi, anh không xứng đáng với Quyên. Vậy chi ngày mà em đến đây đừng là một món quà, phải chi đừng yêu em đến vậy lại xa dài xa. Đàn em vào anh em mới hiểu rằng một khi yêu ai bất chấp sẽ chẳng quan tâm tổn thương mình nhận lấy. Giờ anh lại quen những thói quen. Có người nói là đàn ông không được hèn nhát và trốn tránh, đặc biệt nhất là phải rõ ràng. Kìa cô gái dễ thương ơi, cô đồng ý làm bạn gái của tôi nha. Chẳng làm gì cho em, chẳng còn thời gian để ta ngồi căng.